Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mô hình mới về Uchiha Sasuke. Thì, đây là mô hình của mình. Thì, đây là mô hình của phía gọi là sao ta? Mô hình sau khi mô hình của Sasuke sau Naruto. Ở Boruto mới đúng. Ở trong bộ phim Boruto. Naruto Next Generation. Mô hình này cũng như những mô hình trước thì mình mua ở nó ở GameStop. Thì mô hình này nhỏ, ở đây nó có một cái ký hiệu của tộc Uchiha ở đây. Mình mua mô hình này với giá là 25 đô, rất là 50 mà nó sale lại còn có 24 đô, 25 chứ lộn. Con Sasuke này nó nhỏ hơn con Sasuke kỳ trước. Nó cũng đây. Sasuke này nó nhỏ hơn con Sasuke thời niên thiếu. Đây là thời hậu quả sau khi trẻ trâu đánh lộn với anh nã rồi bị cột tay nè. Nhìn dẫn bá dẫn đây không đâu thì ra đây ở đây vẫn còn bá. Đây là mô hình của mình. Thì mô hình này thì nó cũng như những mô hình trước, nó làm rất là chi tiết xung quanh con Sasuke này, kiếm mắt nữa, mà không biết thằng nào nó cắt tóc nó che mất bên con Rinnegan nữa. Còn lại thấy con gì tao quên rồi, con mắt gì của tộc Uchiha Rinnegan, nói chung là con mắt gì của tộc Uchiha quên bà nè, tự nhiên giờ quên ta, mà không phải là dạng hoa đồng mà là dạng bình thường. Kiếm áo choàng, áo choàng này thì hình như nó hơi mỏng. Đúng rồi. Biết có tháo ra được không ta, hình như là không. Con này thì theo mình thấy thì nó, nếu mà mua nó với giá là 40 thì nó hơi đắt, 50 chứ đâu. Tại con này là hàng mới luôn á, chỉ có ở GameStop mới, hiện giờ thì chỉ có GameStop mới có, mà lúc mình đăng video thì không biết có chỗ khác có chưa. Để Sasuke picture bị ngược rồi. Cái này nó để là không hiểu tại sao ở đây để 15 cộng, bình thường mấy cái khác chỉ để là 8 cộng. Chán. Nhà của Trung Quốc, của công ty Bandai ở Nhật Bản. Thôi, video mình cũng ngắn tới đây thôi. Tại cũng chẳng có gì giới thiệu nhiều. Chủ yếu là khoe mô hình mới thôi. Chi, tạm biệt.